Ngày hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị về vật tư phân thuốc để chúng ta có một vườn hoa lan đẹp, khỏe mạnh, xanh mướt như thế này. Đầu tiên đó chính là vỏ thông to, em Thảo bán là 15.000 trên một cân. Vỏ thông này thì đã qua xử lý ngâm nước vôi trong để loại bỏ những tác nhân gây hại tự nhiên. Đấy, vỏ thông to thì chúng ta có thể sử dụng để chen chậu này, để lót đáy chậu. Nó sẽ giúp cây của chúng ta có một độ ẩm vừa phải thoát nước tốt. Và bên này đây là vỏ thông loại nhỏ hạt mịn như thế này em thảo bán là 10.000 trên một cân đó 10.000 đồng trên một cân nhá các bác nhá vỏ thông này thì các bác biết rồi đúng không ạ nó có thể là tự sản sinh ra những vi chất giúp cây phát triển bộ rễ của hoa lan đồng thời thì vỏ thông nó còn là uh, giúp cây hoa lan của chúng ta nó có độ ẩm vừa phải để bộ rễ của cây hoa lan chúng ta có thể phát triển một cách tốt nhất đây Đấy, vỏ thông mịn nó nhỏ như này thì chúng ta có thể là sử dụng để giải trên bề mặt Đấy, tiếp theo đây chính là phân trùn quế dạng viên nén Đấy, à, đây là một trong những cái sản phẩm chúng ta sẽ à, giúp lá rắc lên trên bề mặt chậu Cách phần gốc ra khoảng tầm 3 cho đến 5cm để tránh thối gốc và giúp bộ rễ của chúng ta là hấp thụ tốt hơn à, Tiếp theo đó chính là rêu rừng này. Rêu rừng em thảo bán là 40 000 đồng trên 1 kg. Đó uh, rêu rừng này là nhà em thảo đã phơi khô. Đây là uh, em tính theo kg phơi khô nhá. một cân thì nó có thể sẽ được khoảng tầm uh, 20 cho đến 30 chậu hoa lan. Về phân chuẩn quế thì chúng ta rắc uh, cách chậu ra như thế này. Đây em sẽ cho các bác để làm mẫu nhá. Và tiếp theo thì em thảo sẽ giới thiệu qua chậu móc phụ kiện trồng hoa lan nhá. Đấy, đầu tiên đó chính là túi lưới để chúng ta bọc chậu này Túi lưới bọc chậu này em thảo bán là 1.000 đồng trên một cái Chúng ta sẽ bọc như thế này, anh chị em gọi nhìn thấy đấy ạ Đấy và tiếp theo đó chính là móc Móc này là móc bọc nhựa Là cái sản phẩm rất là an toàn Độ bền lên đến từ 8 cho đến 10 năm luôn đấy ạ Đó nó sẽ hạn chế được cái quá trình dỉ Như là dây uh, cái móc thép ấy Nó rất là nhanh dỉ Nếu mà chúng ta mà có số lượng mà khoảng tầm 100 đến 200 chậu Thì cứ 2, 3 năm chúng ta thay chậu một lần Thay móc một lần Thì thật sự là rất là tốn công ạ Và hiệu quả kinh tế nó không cao đúng không ạ Và tiếp theo đó chính là chậu chậu phi 25 em thả bán là 6,5 nghìn đồng trên một chậu này tiếp theo là chậu phi 25 Đấy, cái chậu được sử dụng nhiều nhất em thả bán với giá là 8,5 nghìn đồng trên một chậu và tiếp theo cuối cùng đó chính là chậu phi 30 em thả bán 10 nghìn rưỡi trên một chậu nha các bác nhá đây em sẽ cho vào đây để cho các bác hình dung là chậu nó sẽ to như thế nào nhá và tiếp theo là b1 của thái em thả bán 45 nghìn trên một uh, lọ b1 của thái này kích dễ N3M là 25.000 trên một à, lọ này Còn đây là Super Thai Em thả bán với giá 120.000 đó, còn cuối cùng là kích hoa Kích hoa của Thái em thả bán 70.000 Em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em ạ Em xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị có một vườn hoa lan đẹp ạ